Xin chào anh em, đây là một cái quán bún phở ở trong ngõ. Đấy. Không biển hiệu, không thương hiệu. Đấy. À, quán này đây bếp này. Đấy. Đây là không gian, không gian trong này. Và chủ quán và người phục vụ nhân viên tất tần tật chỉ có một mình bà này thôi. Đấy. Chỉ một người để cho thấy sức gọi là năng suất lao động cực kỳ cao. Phục vụ một buổi trưa là khoảng độ 50 suất. 50 suất là bình thường đấy. Bà chị vừa nói 50 suất là bình thường. Chủ đề hôm nay là một, thứ nhất là về năng suất lao động. Để có thể cho mọi người biết thế nào là năng suất lao động của người Việt Nam. Đấy, đừng có nói năng suất lao động người Việt Nam thấp. Chẳng qua là không có cái dân chủ thôi. Nếu như dân làm chủ thì chắc chắn năng suất lao động sẽ cao. Đấy, chứ cho bà này bà làm chủ là cho tất cả làm chủ là năng suất lao động sẽ cao. Đấy. Còn vấn đề thứ hai là vấn đề bếp than này. Ba cái bếp than này mà thải ra thì thôi. Đây là than. Than này sẽ thải ra khí CO là một này. Khí CO là khí cực độc. Hai nữa là bụi mịn PM2.5. Còn gì nữa không nhỉ? Còn gì để nói nữa không nhỉ? Thôi hết rồi. Có mỗi hai vấn đề thôi. Tôi chưa nghĩ ra vấn đề khác. Đấy, năng suất lao động cực cao nhá. Tôi phải chờ 30 phút rồi chưa được ăn. Rồi, vào ngồi chờ tiếp nhá. 500 anh em nhớ subscribe kênh YouTube này để tôi tiếp tục cập nhật các cái cuộc sống đời thường ở người Việt Nam.